bạn, chào các bạn đã trở lại với kênh của Nguyễn mình nha. Thì hôm nay mình đi quay xe cho anh em xem thì mình có sang được con 67 ha. Và xe này thì còn zin khoảng từ trên 80% nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết. Xin phép các bạn cho mình vài giây, các bạn có thể bỏ ra vài giây để đăng ký kênh Hải Vlog Game giúp mình nha. Kênh Hải Vlog Game làm về chủ đề game và xe, các bạn đăng ký để ủng hộ kênh bằng đó nha. Phần link của kênh Hải Vlog Game này mình sẽ để dưới phần link mô tả của mình nha. Rồi cảm ơn các bạn. Tiếp cho các bạn, mà trước khi quay chi tiết thì mình sẽ báo giá cái con này cho các bạn xem luôn. Chẳng 20 triệu nha các bạn. Các bạn nào mà có nhu cầu mua thì xe này đang cần bán gấp. Bao sang tên chính chủ đầy đủ luôn nha. Cần bán gấp với giá là 20 triệu. Các bạn nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0386630913. Mình nha, số điện thoại mình sẽ để trên màn hình và link mô tả cho các bạn liên hệ ha, mình sẽ dẫn các bạn đi mua. Thì giờ mình quay cho các bạn nha. Thì trên xuống dưới thì ghi đông thì ghi đông riêng, nhưng còn ngay cái cầm công tắc này nè, cầm riêng còn nha các bạn. Cầm riêng còn thì chú chủ xe này nói là cầm riêng của nó còn, mua thì có gì cứ dạ thì đầu riêng vẫn còn, thì bạn nào cứ liên hệ thì cứ nhắn lại thôi, tại vì xe này là chú á, chú bán xe nhưng mà ý là xe này của chú là sang tên ở nhà, thì bạn nào cần cứ bán gấp, liên hệ bán gấp và chú ấy là đầu riêng cho ha. Đây các bạn, trái đèn rồi này nha. Và cái cặp này là thì cái này thì nó bị lai rồi nha các bạn, uống với xe anh trước sau thì bị lai rồi. Ở phục thì còn phục có 67 rồi nha các bạn. Đây phục vẫn còn phục là soi nha, để anh gắn nó lên lại ra. Chiếc này là với giá là 20 triệu nha. Nhà riêng đầm riêng, nhà riêng đầm riêng có niềng là bị lai nha các bạn, niềng thì bị lai rồi. Còn đầu đây thì các bạn nào rành chạy xe thì các bạn xem giúp ha. Đây đầu thì có cái lồng, có lên lồng 85, đầu lồng 85 luôn ha. Đầu lồng dên lên 85 à, chú ơi chú nói nè, đuôi cá 81. Đây các bạn, thì xe này đúng là xe có 67 nha các bạn đấy, số sườn nè XX50 nha các bạn, và số máy bên dưới luôn nè, XX50 luôn nha. Em quay cho các bạn xem XX50 nha các bạn. Xe này với giá là 20 triệu ha. Được, rồi đây bọc sơn te rồi còn ha. Làm sao cũng vậy, riêng có đều niềng cũng bị lai rồi, giờ riêng nữa các bạn thì riêng nữa. Thì cái này nãy mình nói là bốn cái gù này nó bị lai nha các bạn. Đây còn số này các bạn, xe này các bạn mua sẽ sang tên rồi cho các bạn hết nha. Hiền xe này xe nhà đứng tên, tiệm bán xe nhưng mà xe này nhà đứng tên nha các bạn, hãy cứ yên tâm. Vô rồi nè, đây bạn coi xem kỹ nha, mua ri đã nè. Xăng xăng riêng nha các bạn, có bên xăng con bị lai rồi. Đây, chú đây, chú nãy giờ chú báo giá cho mình thì mình quay video lại. Bạn nào mình có thích chiếc này á thì liên hệ để mình dẫn các bạn đi mua ha. Để mình cho các bạn nghe tiếng máy nha. Có bình xăng rơ kêu các bạn.
Đó, garanti ngọt ngay nha. Garanti quá ngọt luôn. Hơi mạnh đó các bạn, đầu lùng trên 85 rồi. Đây. Ồ, tiếng bô này, chờ nghe tiếng cho bạn nghe tiếng bô lại nha. Dạ. Bô có tăng tiếng nha các bạn nè. Rồi. Thì bạn nào có nhu cầu liên hệ ha. Và chiếc thứ hai mình muốn giới thiệu đến các bạn là chú ơi. Chú giờ chú nói giùm coi chiếc này đi. Chiếc này con là. Rồi. Sao chứ chú? Full Fast Tech 110 đó. Full Fast Tech 110. Ờ, chạy 4 ngàn này cho. Xe này là 2.4, 2.5 đó bây giờ. Xe này mình nấu dòng này để mình hỏi chú các bạn nha. Xe này chú nói là từ đời có 2.4, 2.5 gì đó. Băng keo gì còn nè các bạn. Nè, băng keo trong một hồ nè. 4.930 cây ha. Mới chạy được 4.930 cây à. Xe này còn hầu như là như mới luôn các bạn. Đó, xăng lên nè. Mới còn 9.000% nè các bạn này ha. Nè yeah. Sơn gì nè. Dạ. Xe này nè chú nói giá là bao nhiêu ạ? À? Ờ, xe này 18 triệu qua giấy tờ luôn nha các bạn. Tầm 10 nha. Tầm 10 các bạn nhìn kỹ à. Bốn lửa. Bên mạng á biết liền rồi, hiểu nó luôn. Rồi, 2.4 này nè anh em. Có một lô, lô cái nó kỹ rồi. Dạ. Cao hơn giá là 3 cái nó cắt rồi. Dạ. Yeah. Cái đồ đồ nước ngoài nó về không? Cao giá thành không có cắt bỏ. Cái này còn các bạn ha. Cái dấu sơn hãng nè. Đó, dàn áo được còn 4 lưỡng nè. Đây. Đi bỏ em nghe mình xăng nó còn luôn. 110 nè các bạn. Đó. Dây đỏ hôm nay em bên xăng nè còn dây đỏ mà đó đeo cái gì mà cái xe cái phục nè các bạn, phục đẹp ha, phục nhẫn bự nè, đâm trước rồi, đâm trước rồi nè, tiền Gucci các bạn, xe này là bây giờ 18 triệu, có nhu cầu cứ liên hệ mình luôn nha, Full Fast 110 xa banh, con số nó đẹp ghê, các bạn nhìn kỹ nha, rồi. Cho các bạn nghe tiếng máy nha. Hay còn đề phải không chú? Bình yếu các bạn ơi. Dạ. Bình yếu. Coi này đủ nha các bạn. Tại do cái bình hơi yếu nên đề không được nha. Đạp cho các bạn nghe tiếng máy. Máy im quá các bạn. Thì xe này thì chú báo sao thì mình nói như vậy thôi. Chiếc với đời này thì mình không có lành cho lắm. Đó. Chú nói sao mình nói vậy thôi. Để gửi quay cho anh em xem ha. Đó. Máy thì im thật. Bạn nghe kỹ lên nha, im. Dạ. Xe này theo mình thấy là có bung rồi các bạn ơi. Đó rồi thì phải ha. Rồi, em nhỏ cái yên lên cho bạn xem dưới nha. Đây. Trong cũng nhìn sạch sẽ các bạn. Rồi. Ừ, đồ này còn luôn nè. Có tay của nó nhìn đẹp đó các bạn. Có tay này nhìn đẹp ấy, có hai gù này đẹp.
không im đó các bạn, im. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Các bạn có nhu cầu một trong hai chiếc này liên hệ số điện thoại mình ha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn.